Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up. Hôm nay họ sẽ làm một cái creative cocktail, có nghĩa là một trong những cocktail mà họ vừa nghĩ ra. Cocktail này dựa trên một cái lời suggest của một cái bạn ở trên cái YouTube của Hào. Bạn đã hỏi là nếu mà Hào đã từng bao giờ làm một cái cocktail với lại tonic water chưa. Thì hôm nay họ sẽ làm cái này với tonic là một cái trong những thành phần chính. Thì nếu như bạn đã biết ở tập trước họ có nói tonic là một dạng soda nhưng mà được làm với quinine, thì quinine có nghĩa là một trong những cái thành phần làm trong cái thuốc sốt rét mà đã có từ rất lâu đời ở nước Mỹ. Và tonic và soda là hai dạng soda mà rất là phổ biến khi mà chúng ta uống những cái loại mixed drinks. Và bây giờ họ sẽ giới thiệu với các bạn những cái thành phần của cocktail hôm nay nhé. Hôm nay họ sẽ sử dụng Pimm's là một trong những cái liqueur mà của nước Anh có từ rất là lâu đời, vào những năm 1820. Thì vào năm 1823, một người tên là James Pimm's, một cái ông chủ của một cái tiệm hào, bán hào sống, bán hải sản các bạn. Ông ấy là một cái người đã tạo ra cái Pimm's này. Thì cho đến tận ngày hôm nay, Pimm's là một trong những cái liqueur của người Anh họ rất là yêu thích vào trong những cái ngày hè nóng nực như thế này. Nên là họ nghĩ là Pimm sẽ là một cái thành phần rất là tốt cho cocktail ngày hôm nay. Bởi vì các bạn biết là hôm nay ở Seattle, Hào ở là đã lên tới 80 độ rồi. Thực sự nếu mà so với Việt Nam thì không có nóng lắm, nhưng mà ở bên này do thời tiết là bốn mùa nên mùa hè như thế này rất là nóng rồi. Nếu mà các bạn có nghe được những cái tiếng ồn ồn ở trong cái video của Hào thì là do cái tiếng máy lạnh nó đang chạy, tại vì nóng quá chịu hết nổi rồi, phải làm thôi. Ok, bây giờ tiếp theo đó sẽ là China. China thì Hào giới thiệu các bạn ở một trong những cái tập làm Black Manhattan, thì Hào dùng China. China là một trong những cái Amaro Hào rất là yêu thích. Nó được chiết xuất từ cái cây artichoke là cái thành phần chính, và những cái spice cũng như là những cái nguyên liệu bí mật mà nhà sản xuất không cho mình biết đâu ha. Nếu như mà bạn nào là bartender đang làm nghề đó thì Hào muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu, đó là trong những cái thời gian mà gần đây đó thì Hào rất là thích làm những cocktail mà nó có một cái vị đắng ở cuối. Vì vì Amaro là một trong những cái liqueur cũng như là gọi là Amaro, chứ mình thực sự không có gọi Amaro liqueur, tại vì Amaro là một trong những cái categories, là một trong những cái danh sách riêng của nó được gọi là Amaro. Thì Hào thích làm cái cocktail của mình khi mà người khách mình uống thì nó sẽ động là một cái vị đắng. Đắng đắng nào đó thì tùy vào cái độ gia giảm của mình sẽ làm như thế nào. Thì đây có thể là một trong những cái challenge, một trong những cái bạn nào làm nghề, bạn làm bartender thì bạn có thể thử suy nghĩ xem bạn có thể dùng Amaro hay là một cái liqueur nào đó là có thể để là một cái vị đắng cùng với những cái layers hay là những cái lớp khác như là chua, ngọt. Thì Hào sẽ coi như là nếu mà bạn có một cái recipe nào đó thì bạn hãy nhớ là share với Hào dưới cái box, comment box ở dưới nhé. Tiếp theo thì chúng ta có orange bitters. Tonic là dĩ nhiên là thành phần chính rồi. Hào sẽ dùng lemon và garnish với lại mint. Ở đây có nghĩa là Việt Nam mình là húng nhũi á, nhưng mà có thể hiểu là bạc hà húng nhũi đó các bạn. Và cocktail này sẽ được serve ở trong một cái ly lớn như thế này, gọi là tall glass, và có thêm ice nhé. Và đây là một trong những shaken cocktail nên dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần shaker. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là cái cocktail mà Hào chỉ vừa suy nghĩ thôi, Hào chưa có làm thử nha các bạn. Đây là cái tập mà Hào vừa quay mà Hào vừa làm luôn, thì để xem coi là mình có thành công hay không nhé. Bây giờ thì Hào sẽ walk các bạn feel, có nghĩa là mình sẽ đi từng bước một để chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện rồi xem coi là cái ratio, có nghĩa là một trong những cái thành phần rượu này mình để vào như thế nào. Qua đó thì Hào sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà Hào có thể đo lường cái cocktail của mình ha. Khi mà bạn làm một cái cocktail mà bạn tự nghĩ ra thì nhớ là 3 ounce là chuẩn. Thì 1.5 ounce luôn là một cái base liquor, có nghĩa là cái thành phần, cái rượu chính ở trong cái cocktail đó. Và bạn sẽ nên dựa vào cái điều đó. Nhưng mà vì khi mình làm những cái cocktail mà nó có ví dụ như là sparkling wine on top, có nghĩa là bạn sẽ đổ sparkling wine vào giống như là apple spritz chẳng hạn, thì hoặc là cái cocktail chuẩn bị làm, hay là những cái cocktail bạn có thể thêm soda hoặc là thêm tonic vào cuối cùng á, thì bạn nhớ là mình sẽ gia giảm cái thành phần của cái đo lường của cái rượu mình để vào. Bởi vì mình không có muốn làm mình làm một cocktail mà mình làm 3 ounce rồi sau đó mình lại thêm tonic vào thì nó quá mạnh, hoặc là cái vị của nó sẽ bị quá nhiều bởi vì mình
muốn cái tonic là cái sparkling wine là cái phần chính. Mà thường á, những cái cocktail mà có những cái loại mà sparkling, có nghĩa là những loại sủi bọt mà để thêm vào cuối cùng á, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó rất là refreshing. Thì bây giờ họ sẽ cho các bạn sẽ thấy cái đo lường của mình nhé. Thì họ sẽ dùng Pimm's Cup. Thì trong cái này đó, ngoài tonic thì Pimm sẽ là một trong những cái thành phần chính mà họ sẽ sử dụng, nên họ sẽ dùng 1 ounce. Sau đó họ sẽ dùng 0.25 ounce của China. Lý do mà họ dùng chỉ dùng 0.25 ounce là tại vì China là nó rất là đắng. Nó không phải là rất là đắng, China là một trong những cái Amaro không có đắng như là những Amaro khác. Nó có thể là medium, có nghĩa là đứng ở giữa cái vị đắng thôi. Nhưng mà họ chỉ muốn một cái hint, có nghĩa là một cái chút xíu China để khi mà mình uống vào mình sẽ cảm giác đó là một cái layer, là một cái mùi vị khác. Bởi vì nếu như mà bạn biết Pimm's thì cái Pimm's nó có cái thành phần, bởi vì nó là cũng một trong những cái liqueur mà tạo ra với những cái secret ingredients, nghĩa là những cái thành phần bí mật, mà trong đó là chắc chắn với các bạn những cái thành phần bí mật là thảo mộc hoặc là những cái đồ để mà mình làm, nói nôm na tiếng Việt Nam mình làm thuốc bắc á, thì hào chắc với các bạn luôn là hai cái này nè nó sẽ có một trong những cái thành phần mà liên quan với nhau. Bởi vậy khi mà bạn để nhiều quá cái China đó thì nó sẽ bị overpower, có nghĩa là bị lấn át cái Pimm's này, mà trong khi Pimm's là cái mình muốn làm nổi trội. Đây cũng là một cái tips mà cho các bạn mà khi mà mình bắt đầu làm những cái creative cocktail đó, thì mình phải chọn được cái base hoặc là cái thành phần, cái gọi hay là còn gọi là cái flavor profile, các bạn có nghĩa là cái vị chính ở trong cocktail của mình. Sau đó mình bắt đầu suy nghĩ tiếp, nên cái gì mình muốn để thêm vào thì mình sẽ tạo những cái layers. Nhưng mà các bạn phải biết chắc chắn một điều là khi mà bạn để những cái đó lên á, thì cái layer của nó sẽ hiệu quả nhé. Chứ không phải là ví dụ như bây giờ họ để, họ không để China mà họ để Creme de Violet, có nghĩa là cái liqueur làm từ hoa đó các bạn. Hôm nay họ sẽ làm một cái tập về Creme de Violet nhé. Thì dĩ nhiên là nó sẽ bị vô duyên, tại vì nếu như bạn biết đó là Creme de Violet này nó rất là mạnh và cái mùi hoa rất là nồng, mà bỏ với lại cái Pimm's là khi đã có những cái thành phần như là thảo mộc rồi, thì tự nhiên nó bị off track và nó không có đi vô một cái đường mà mình đang muốn hướng nó tới. Và tiếp sau đó thì họ sẽ bỏ thêm 2 giọt orange bitter, 3 giọt orange bitters. Mình cần 0.5 ounce lemon. Nếu mà bạn nào ở cái nơi nào mà bạn không có lemon thì bạn làm lime, có nghĩa là chanh Việt Nam ha. Còn một điều nữa là khi mà bạn làm cái creative cocktail đó, hoặc là bạn làm những cái cocktail nào cũng vậy, nếu mà bạn để ý đó, thì cái thành phần citrus, có nghĩa là lemon, lime, grapefruit, hay là những cái thành phần mà nước hoa quả, không phải nước hoa quả, là thành phần chua, những cái vị citrus là chua, hoa quả như chanh, cam này nọ, thì bạn để vào á sẽ là nửa ounce. Thì nếu mà bạn mà bắt đầu làm những cái creative cocktail đó, thì bạn cứ canh nửa ounce hoa quả, nửa ounce nước juice cho Hào. Để mà cân bằng vị ha, hôm đó có một cái lần đó là họ coi được một trong cái trường dạy bartender ở bên Việt Nam, thì trong hình như là họ có coi được một cái tập là các thầy dạy cân bằng vị, thì họ cũng không có hiểu là các thầy đang dạy cân bằng vị có nghĩa là gì, tại vì có thể là cái đoạn clip nó rất là ngắn. Nhưng mà theo họ hiểu đó thì nếu như mà bạn để mà cái vị giác của mỗi con người đó, để mà cái vị nó cân bằng, thì là giống như là mình làm nửa nửa đúng không ạ? Thì mình sẽ làm nửa lemon, thì khi đó bạn cứ sẽ nghĩ ra nửa lemon để mà cho cái vị của nó ngon đều nhau, thì nửa lemon thì mình sẽ để nửa sugar. Nhưng mà thay vì mình để nửa sugar, có nghĩa là đường, thì mình sẽ để cái gì đây? Mình sẽ để một cái dạng liqueur, hoặc là mình sẽ để simple syrup để cho nó cân bằng với lại cái lemon. Thì nếu như mà bạn để nửa lemon thì chắc chắn là bạn phải tìm một cái gì đó phân nửa để bạn cân bằng cái vị. Sau đó thì những cái loại liqueur thì thường liqueur nó sẽ ngọt, nên là mình phải gia giảm cái lượng liqueur tiếp theo mình bỏ vào. Nếu như mà China thì là nó đắng đúng không ạ? Thì mình phải trừ hao ra cái phần đó, thì maybe là họ sẽ thêm 0.25 ounce simple syrup để mình kéo cái vị nó lên. Và một phần nữa là họ biết là một lát nữa khi mà xong thì họ sẽ thêm cái tonic water này vào, nên nó sẽ dilute, nó sẽ làm loãng cái cocktail của họ đi. Thì cái simple syrup nó sẽ nâng
cái vị lên, nó sẽ làm cho cái vị nó đậm đà và nó cân bằng lại. Ở cái đoạn này đó thì mình sẽ thử cocktail mà mình vừa làm nhé, để xem là nó taste thế nào, có uống được hay không. Thì trước khi mình đổ vào ly, nếu các bạn thấy đó thì mình sẽ đổ cái cocktail của mình vừa xong thì nó sẽ được bao nhiêu đây cái ly thôi, thì mình sẽ thêm cái phần tonic vào. Bởi vì tonic là cái phần chính của cái cocktail này. Về phần garnish thì mình sẽ garnish với lại một cái miếng chanh cắt như thế này, mình sẽ để ở trong cái ly. Đẹp. Oops, hồi nãy là học phải để trước khi mà bỏ đá vậy nó sẽ dễ hơn. Top with a tonic. Và mình Hào có chuẩn bị mint ở đây đó, và do là Hào nghĩ đó các bạn, nếu như mà ở trong summer, nếu mà trong mùa hè đó thì mình sẽ dùng những cái lá mùi như thế này rất là thơm. Nếu mà bạn nào mà có thắc mắc là tại sao Hào không để những cái lá này vào để shake cùng á, là tại vì chắc chắn là nếu như mà Hào bỏ mint vào trong này Hào shake luôn á thì cái mùi của nó sẽ có một cái mùi trộn lẫn, nhưng mà Hào sẽ không thể thấy được cái layer của nó. Tại vì bạn để ý nha, amaro nha, hoặc là những cái thứ mà mình cảm giác như là thuốc bắc như thế này á, mà để mint vào á thì nó sẽ bị mất đi cái vị của mint, nó không có fresh, nó không có refreshing nữa. Nên là mint cái này chỉ để garnish thôi, thì khi mà mình uống á thì mình sẽ hửi được cái này là cái mùi cộng hưởng thôi, chứ không mình không có muốn là nó vào trong cái vị. Và để cho dậy cái mùi lên á thì mình sẽ đánh vào cái tay mình như thế này để cho nó ra cái tinh dầu. Mình sẽ cắm vào đây. Vì trong một vài phút thôi mình đã có được cái món cocktail mà Hào vừa nghĩ ra. Thì Hào nghĩ là Hào sẽ gọi cái này là Summer Solstice by Hello Hào. Nếu như mà bạn nào mà có làm cái này thì nhớ cho Hào biết nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử ha. Wow, nó rất là nhẹ nhàng, refreshing luôn. Nếu mà có sữa chút gì đó Hào sẽ sửa lại một chút, là Hào sẽ để thêm 0.25 oz nước đường vào. Các bạn thấy không, hồi nãy Hào nói đó là Hào đã trừ hao rồi đó. Nhưng mà khi mà ra sản phẩm thì mình phải gia giảm cái lượng lại này lại. Bởi vậy là tại sao mà mình luôn là phải làm trước khi mà mình làm cho khách uống, là mình biết chắc cái đó nó ngon. Nhưng mà cái này là do là Hào chỉ muốn thực hiện để muốn xem là coi mình làm có đúng hay cái gì mình nghĩ, coi có đúng cái gì mình sẽ làm ra hay không thôi. Wow, khi bạn cho nước đường vào á, nó sẽ đẩy lên được cái vị của hai cái này. Hồi nãy khi mà Hào thử á, nó không có ngọt đủ á, Hào không nghe được cái mùi của Pimm's và chỉ muốn có dụng vị đăng đắng của China thôi. Nhưng mà khi mà cho đường vào á thì bạn sẽ nghe được những cái mùi này. Nhưng mà bạn nhớ một điều nha, nếu như mà bạn làm cái này á, là cái một lần nữa là cái flavor profile của cái này nó sẽ rất là nhẹ, nó sẽ không có là phải là đậm đà như những cocktail mà bạn uống trong một cái ly ngắn như thế này mà thêm đá. Ví dụ như là những cocktail mà bạn làm mà serve on the rocks á thì nó sẽ không có đậm đà như vậy, và nó sẽ không có đậm như là những cocktail mà mình uống như là whisky này nọ, thì cái vị nó sẽ không có đậm. Tại vì Hào đã nói là những cái cocktail mà mình làm với lại tonic hay là soda hay là sparkling wine mà thêm vào sau cùng như thế này á, thì cái tính chất của nó là đòi hỏi là phải refreshing. Nhưng mà bên cạnh đó bạn vẫn sẽ nhận được cái flavor profile, là cái vị của cocktail này, cái thoang thoảng của những cái mà bạn để vào. Thì đó là cái yêu cầu chuẩn của những cocktail mà bạn muốn làm với lại sparkling water hay là sparkling wine ha. Thử lại lần nữa. Bạn sẽ nghe được cái bạn sẽ ngửi được cái mùi vị đắng của China, và cái vị của Pimm's Cup nó sẽ không có mạnh lắm đâu, nhưng mà nó sẽ động lại một cái gì rất là lạ. Bởi vì như Hào nói đó, Hào rất là thích làm những cocktail mà có cái thành phần khi mà bạn uống xong rồi nó sẽ có gì đó đắng đắng nhẫn ở trong cái lưỡi của bạn. Đó là cái cách mà Hào rất là thích làm cocktail. Cộng với cái vị mint
thì nó sẽ làm cho cái cảm giác của mình uống á, khi mình hửi cái mùi này rất là refreshing. Quên, hồi nãy á, nếu như mà Hào làm cái này mà để trong cái ly rượu vang á thì chắc nó cũng sẽ rất là đẹp ha. Nhưng mà bữa giờ thì không có làm cái cocktail nào với cái ly này nên là Hào làm cái ly này. Nếu như bạn mà làm những cái cocktail mà với sparkling này nọ đó, bạn có thể để một cái trong cái ly rượu vang nó sẽ đẹp hơn. Cái bây giờ mình sẽ thử làm lại ha, nhưng mà mình làm với lại để cho một cái ly rượu vang xem như thế nào. Với cái ly rượu vang đó thì mình sẽ không có để nguyên một cái cây này vào, thì nó tại vì nó không có có cái chỗ để mà nó giữ cái cây này cho nó đẹp, nên mình sẽ chỉ ngắt cái ngọn này thôi rồi mình sẽ để vào trong cái ly. Vậy là Hào đã có một cái ly mà làm trong cái ly rượu vang như thế này. Giờ mình thử nha. Wow, yum. Hồi nghĩ là hồi nãy là do là cái ly này nè nó bự quá, nên là khi mà mình để vào á, các bạn thấy hai cái màu không? Nó hoàn toàn khác nhau luôn. Nên là mình để nhiều tonic quá nên nó đầy lướt nhiều quá. Tại vì cái ly này là cái ly uống nước ở nhà của Hào, chứ không phải là cái ly mà để làm cái cocktail bình thường. Tại vì nếu như mà cocktail bình thường á, bạn sẽ làm là 12 ounce, cái ly này là 16 ounce rồi. Bởi vậy là quên đi. Thì đó là một cái điều mà nhắc nhở các bạn luôn nha, nên nhớ là khi mình làm á, thì sẽ làm một cái ly cao, thì là 12 ounce, thì nó sẽ lúc đó thì cái thành phần mình đổ tonic vào nó sẽ không quá nhiều. Bởi vì khi mà chuyển qua cái ly này á, các bạn thấy không, cái màu nè là bảo đảm là cái vị của nó sẽ đậm đà hơn. Yum. Yep. Họ sẽ gọi cái này là Summer Solstice made by Hello Hào. Vậy nếu như bạn nào mà thử cái recipe này, làm cái này, thì bạn nhớ là để lại những comment cho Hào nhé. Và xem là các bạn có thích cái món là tonic cocktail này hay không. Và cũng xin trả lời cái bạn bạn đã hỏi Hào là tonic cocktail, thì hy vọng đây là một cái cocktail mà bạn có thể làm thử. Và nếu khao sâu thì bạn làm thì bạn nhớ để lại comment cho Hào. Và nếu như bạn có những cái ý kiến hay là những cái sáng tạo nào khác thì cũng đừng quên là share với Hào nhé. Hy vọng là cái video này đã có thể giải đáp những thắc mắc của các bạn, hoặc là có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn về những cái loại rượu. Hôm nay chúng ta học thêm được một bài mới, đó chính là Pimm's Cup nè các bạn. À quên, là Pimm's là làm cái base, có nghĩa là cái thành phần chính của nó là gin nha các bạn. Hào hy vọng là Hào đã giúp cho các bạn có thể hiểu thêm một chút nào về cách để chúng ta có thể làm những cái creative cocktail. Và Hào nghĩ cocktail này đã thành công rồi, thì nếu như mà bạn nào mà có làm ở nhà, hoặc là bạn bartender, bạn có create những cocktail với tonic như thế này, thì bạn nhớ là chia sẻ kinh nghiệm của mình với Hào nhé. Và cuối cùng là Hào mong là các bạn đã có thể học hỏi hoặc là bổ sung thêm cho mình được những cái kinh nghiệm nào đó qua cái tập này. Nếu bạn yêu thích kênh YouTube của Hào, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment, please comment, comments. Bởi vì các bạn có những cái comments, bạn có những cái yêu cầu, bạn có những cái câu hỏi, thì đó là một trong những cái động lực rất là lớn để Hào có thể làm tiếp những cái video tiếp theo, để mà chúng ta có thể chia sẻ học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm với nhau. Hào không dám nhận là Hào dạy các bạn những cái gì mà Hào biết. Hào chỉ muốn nói với các bạn rằng Hào đang chia sẻ những kinh nghiệm của mình từ khoảng một thời gian không dài cũng không ngắn học hỏi được những cái điều này, nên Hào chỉ muốn chia sẻ với các bạn thôi. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái điều này nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.